Thưa quý vị, cùng với việc tăng cường hơn các biện pháp trong phòng chống dịch, lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cung ứng ra thị trường. Vì vậy, người dân nên bình tĩnh, yên tâm, không cần thiết phải ra ngoài, tập trung đông người để mua sắm, tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Ra ngoài không cần thiết trong lúc này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao trong cộng đồng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc và truyền thống anh hùng, đoàn kết của người dân Đà Nẵng, thành phố đề nghị mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay, chung sức, đồng lòng cùng thành phố chống dịch. Ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này là vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.